Tiêu chuẩn xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng 1 được quy định theo khoản 19 điều 3 thông tư 12/2024/TT-BTTTT. Cụ thể, 1. Đang giữ chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng 2, mã số V.11.06.13. 2. Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng 2 hoặc tương đương, ít nhất là đủ 6 năm. Trường hợp có thời gian tương đương với chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng 2 thì phải có ít nhất đủ 1 năm, đủ 12 tháng, giữ chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng 2 tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng, nếu thời gian giữ chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng 2 không liên tục thì được cộng dồn. 3. Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng 2 hoặc tương đương, đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng ít nhất 2 đề tài, đề án, dự án, chương trình về lĩnh vực công nghệ thông tin cấp nhà nước, cấp bộ, ban, ngành, tỉnh mà cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng viên chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, ban hành, hoặc chủ trì thẩm định ít nhất 2 dự án công nghệ thông tin nhóm A, B được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoặc chủ trì nghiên cứu, phát triển ít nhất 1 sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin đạt giải thưởng cấp bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên. 4. Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng 2 hoặc tương đương, được tặng bằng khen hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên do có thành tích trong hoạt động nghề nghiệp.